làm ngang cách thế nhân, thuận hòa với cứu chúa để đến cơn hoàng. Tuyệt vọng giữa bóng tối làm con ngựa thăng lên, khấn thiết kêu lại đến danh Jesus. Rồi xuyên qua bóng tối, ánh sáng xuyên qua đêm tối tâm hồn, hoàn thành sự cứu rỗi từ xưa đã hứa ban. Chúa Giêsu lẽ sống hy vọng, hú cứ yêu vượt quyền của bóng trên kia sư tử dương.